Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, giương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi. Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa Con có sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật.
như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Sách AG chương 1. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri AG phán cho Sơ-rô-ba-bên con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê rằng: nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm. Và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy: các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi việc tay làm. Vậy Sơ-rô-ba-bên con trai Sa-la-thi-ên và Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của đấng tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va mà rằng: ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng Sơ-rô-ba-bên con trai Sa-la-thi-ên quan trấn thủ Giu-đa, và dục lòng Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày 24 tháng 6 về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út. Chương 2. Ngày 21 tháng 7, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: bây giờ hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên con trai Sa-la-thi-ên quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đác thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao?
nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Sô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rung động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ngày 24 tháng 9 về năm thứ hai của Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng, nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng: Không. A-gê lại rằng: Nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng: Các vật ấy sẽ bị ô uế. A-gê bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: Dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy. Cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy. Vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ. Từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng, chỉ được có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu đáng được 50 lượng, chỉ được có 20. Ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ hãy suy nghĩ. Từ ngày nay về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây liễu, cây olive cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê trong ngày 24 tháng ấy rằng: Hãy nói cùng Sô-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa mà rằng: Ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất. Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa và người cưỡi. Ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghô, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương,
sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.